Ngày 27 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2018. Năm 2018, Ban chỉ đạo diễn tập huyện triển khai tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã cho xã Định Mỹ, Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh, Phú Thuận, thị trấn Phú Hòa. Nhìn chung, công tác tổ chức diễn tập cơ bản đã thực hiện đầy đủ việc vận hành cơ chế. Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên trong ban chỉ đạo diễn tập, hướng dẫn chi tiết các xã thị trấn thực hiện diễn tập. Ban chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập cấp xã năm 2019, đảm bảo đúng theo ý định cấp trên và sát với tình hình thực tế của địa phương.